Bài 2: Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải. Mục tiêu: Biết và thực hiện được các bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải. Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện, có trách nhiệm đối với bản thân và mọi người. Phần khởi động. Khởi động khớp cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đổi chân hai hai ba bốn năm sáu bảy thôi đi thường theo vạch kẻ vòng trái hai tay phối hợp tự nhiên tư thế chuẩn bị đứng chân trước chân sau hai tay buông tự nhiên động tác từ vạch xuất phát đi thường theo vạch kẻ vòng trái hai tay phối hợp tự nhiên mắt nhìn phía trước đi thường theo vạch kẻ vòng phải hai tay phối hợp tự nhiên tư thế chuẩn bị đứng chân trước chân sau hai tay buông tự nhiên động tác từ vạch xuất phát đi thường theo vạch kẻ vòng phải hai tay phối hợp tự nhiên mắt nhìn phía trước đi thường theo vạch kẻ vòng trái hai tay giang ngang tư thế chuẩn bị đứng chân trước chân sau hai tay giang ngang bàn tay sấp động tác từ vạch xuất phát đi thường theo vạch kẻ vòng trái hai tay giang ngang bàn tay sấp mắt nhìn phía trước đi thường theo vạch kẻ vòng phải hai tay giang ngang tư thế chuẩn bị đứng chân trước chân sau hai tay giang ngang bàn tay sấp động tác từ vạch xuất phát đi thường theo vạch kẻ vòng phải Hai tay giang ngang, bàn tay sấp, mắt nhìn phía trước. Đi kiếng gót theo vạch kẻ vòng trái, hai tay chống hông. Tư thế chuẩn bị, đứng chân trước chân sau, hai tay chống hông. Động tác từ vạch xuất phát, đi kiếng gót theo vạch kẻ vòng trái, hai tay chống hông, mắt nhìn phía trước. Đi kiếng gót theo vạch kẻ vòng phải. Hai tay chống hông. Tư thế chuẩn bị, đứng chân trước chân sau, hai tay chống hông. Động tác, từ vạch xuất phát, đi kiếng gót theo vạch kẻ vòng phải, hai tay chống hông, mắt nhìn phía trước. Bài tập phối hợp đi thường theo vạch kẻ vòng trái và vòng phải. Tư thế chuẩn bị, đứng chân trước chân sau, hai tay buông tự nhiên. Động tác, từ vạch xuất phát đi thường theo vạch kẻ vòng trái vòng phải hai tay phối hợp tự nhiên hoặc giang ngang bàn tay sấp thả lỏng sau khi tập luyện và nghỉ ngơi cho khô mồ hôi